Thưa quý vị và các bạn, nhanh hơn một bước, cao hơn một mức, đây là quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã đạt được nhiều kết quả trong phòng chống dịch và dập dịch. Cách đây hơn 2 tháng, ngày 5 tháng 5, ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, trong khi chờ chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành khoanh vùng, tạm phong tỏa khu phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, đồng thời khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tổ dân phố. Tiếp đó, thị xã cũng đã phong tỏa 6 khu vực quanh vùng truy vết ngay sau khi phát hiện có bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt đã chủ động ra quyết định phong tỏa ngay toàn công ty Sở Ngọc Tề trên địa bàn phường Dị Sử với trên 4.000 công nhân ngay sau khi có một ca dương tính. Gần đây nhất, chiều ngày 10 tháng 7, ngay sau khi có thông tin có bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa Việt Nhật trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, 3 lần test nhanh dương tính, Ban chỉ đạo thị xã đã khoanh vùng, yêu cầu toàn bộ người có mặt tại thời điểm đó ở yên tại chỗ, chờ chỉ đạo của tỉnh. Chính sự chủ động trên đã hạn chế thấp nhất được sự lây lan ra diện rộng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát dập dịch. Khi xử lý tình huống thì phải thật tốc độ nhanh, xử lý cương quyết và phải quản lý chặt, đồng thời là theo dõi và xử lý cương quyết. Hiện nay địa bàn thị xã không còn ca bệnh nào, tuy nhiên công tác phòng chống vẫn đang được đặt ở mức cao nhất. Điển hình như ngày 13 tháng 7, sau khi phát hiện một công nhân công ty Sở Ngọc Tề dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực cách ly tập trung, Ban chỉ đạo thị xã đã yêu cầu công ty này thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định các trường hợp làm cùng tổ với trường hợp trên. Các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết, sẵn sàng đối phó khi có dịch. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, nhất là với những địa phương chưa từng có bệnh nhân. Giao cho đoàn thanh niên là hàng ngày sáng tối là đi tuyên truyền cổ động đến tận các ngõ xóm trên địa bàn toàn xã, thì là giao cho lực lượng công an phải rà soát các cái trường hợp ở coi như là các cái tỉnh phía Nam và địa phương, tổ COVID cộng đồng ở các cơ sở thôn là đã đến tới tận các hộ trên địa bàn thôn và xã để làm cam kết xây dựng các cái kịch bản. Với diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh thì việc nâng cao công tác phòng ngừa là vô cùng cần thiết. Ban chỉ đạo các cơ sở, các xã phường cần chủ động các biện pháp phòng tập khi xuất hiện ca bệnh trước khi có chỉ đạo sẽ hạn chế thấp nhất việc lây lan.